Theo thông báo, nghị quyết và biên bản kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, mã HNG, cho thấy cổ đông HNG đã thông qua dự án đầu tư sản xuất trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi bò quy mô lớn tại tỉnh Antapu và tỉnh Sông Công, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Được biết, mục tiêu của dự án là trồng cây ăn trái, chuối, xoài, bưởi, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi bò, bán chăn thả, bò thịt vỗ béo, chế biến trái cây, sản xuất sợi, sản xuất phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Quy mô diện tích dự án là 27.384 ha với tổng số vốn đầu tư là 18.090 tỷ đồng. Trong đó, vốn tự có của Hoàng Anh Gia Lai Aurico là 9.650 tỷ, còn lại vốn vay là 8.440 tỷ. HNG sẽ gom đủ 100% phần vốn tự có là 9.650 tỷ để thực hiện dự án thông qua hình thức góp vốn điều lệ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư và sản xuất kinh doanh nông nghiệp Nam Lào. Còn nguồn vốn vay 8.440 tỷ sẽ được huy động từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Thời gian hoàn thiện đầu tư từ năm 2024 đến năm 2028, kết quả dự kiến thu được sau năm 2028. Dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Hoàng Anh Gia Lai Aurico vực dậy hoạt động kinh doanh và tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn. Theo báo cáo tài chính quý 4 năm 2023, tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, HNG có gần 76 triệu tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai Aurico chia sẻ, sau khi hoàn tất khâu đầu tư, dự án sẽ sản xuất khoảng 624.000 tấn trái cây tươi các loại và 25.000 tấn trái cây chế biến các loại để xuất khẩu, cùng với đó là khoảng 17.000 tấn thịt bò thương phẩm để xuất khẩu mỗi năm. Dự án ước tính đem về doanh thu là 13.500 tỷ đồng trên một năm, tức là 550 triệu đô la Mỹ trên một năm, và lợi nhuận là 2.450 tỷ đồng trên một năm, tức là 100 triệu đô la Mỹ trên một năm, với tỷ suất lợi nhuận là 18%. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. Xét về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2023 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai Aurico đã ghi nhận năm lỗ ròng thứ 3 liên tiếp với mức lỗ ròng hơn 1.050 tỷ đồng. Lỗ lũy kế của công ty này đã vượt 8.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của Hoàng Anh Gia Lai Aurico tại thời điểm cuối năm 2023 tiếp tục giảm về 2.300 tỷ đồng. Theo quy định hiện tại, doanh nghiệp bị bắt buộc hủy niêm yết khi có kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. HNG đang ở trường hợp đầu tiên.